nói rõ thêm là của ông Tony Hoài, bà Frank Nguyễn là bây giờ đang làm chủ tịch của hội đồng thương mại của thành phố Westminster. Thì đây là một cái, cũng là một nằm trong những lực lượng mà gọi là tham nhũng. Bà hiện là thư ký của hội đồng thành phố này. Đây là một sự vi phạm điều khoản 190 của đạo luật chính quyền. Tôi cũng nghe nói bà Frank, thị trưởng, bà Francis, thị trưởng và hội đồng thành phố kêu gọi mua hàng hóa của Golden Trophy cho thành phố để ủng hộ doanh nghiệp tư nhân của bà, tức là chồng bà, ông Tony Hoài đó. Tôi nghe nói nhân viên bàng hoàng trước cái yêu cầu bất hợp pháp này. Sau đó, trong năm 2015, tôi được trao giải thưởng Mayor Award mua tại Golden Trophy. Tất cả các trường hợp này đều đã được báo cáo cho Tổng Quản trị thành phố. Vào ngày 15 tháng Giêng năm 2015, nhân viên IT báo cáo là họ phải sửa máy điện toán cá nhân của bà Rice nữa và cài chương trình Microsoft của thành phố mua vào máy của bà. Ông Dick Jones có một căn nhà condo ở Hawaii dựa trên thông tin có được, và tôi tin được như vậy. Ông thường mời giới chức thành phố đến ở. Không biết ai là người được cho sử dụng cái căn nhà này. Công ty của ông có vẻ xem đội Dodger và đội Angel chơi baseball mỗi mùa bóng. Và ông có nói với tôi nhiều lần trong 3 năm qua, nếu muốn có vé đi xem đội nào cứ cho ông biết, tức là vé miễn phí đấy. Ông John và công ty của ông được bảo trợ hoặc giúp tổ chức sự kiện Mayor Ball, là buổi ăn trưa để nghe thị trưởng đọc diễn văn về tình hình thành phố, mua tên cho các vị cao niên tại tiệc Giáng sinh vào tháng 7, các sự kiện của phòng thương mại, tiệc ngày lễ và các sự kiện khác của thành phố. Tôi thấy có một số nhân viên của công ty luật John and Mayer tại nhiều buổi gây quỹ cho các cuộc vận động chính trị. Luật sư thuộc công ty của ông John nói với tôi, nếu họ nghỉ bệnh hoặc nghỉ phép, họ phải có mặt bù cho các lần vắng mặt. Các luật sư rất năng động, lấy giờ của nhân viên. Kể từ năm 2012, ông John có nhiều luật sư làm việc trong một vụ kiện đưa qua đưa lại của họ làm. Có vẻ như là các luật sư tốn rất nhiều thời gian chỉ để làm một số quyết định đơn giản trong một bản hợp đồng và sau đó thì tính tiền rất nhiều. Kể từ năm 2012 và ngay cả trước khi tôi trở thành cảnh sát trưởng, nhân viên vô cùng ngạc nhiên khi thấy các hóa đơn tính tiền và cách kiếm tiền. Người ta ám chỉ rằng nếu có một luật sư làm việc toàn thời gian thì tại sao lại phải tốn quá nhiều thời gian cho một cái công ty hơn cả lương của ông ta? Có nhiều hóa đơn có vẻ tính quá nhiều, chung chung và lặp đi lặp lại. Không có ai theo dõi các hóa đơn này. Luật sư làm công việc truy tố và các vụ vi phạm luật của thành phố tính tiền khi lái xe đến nơi mà họ phải đến để điều tra. Các luật sư sau đó đưa công việc qua lại lẫn nhau rồi tính chi phí tất cả. Cái này thì nó hơi bị các bạn có vẻ hơi khó hiểu. Để nó tóm lại đó, đây là cái trong cái này nó là cái chuyện, thay vì có một cái vụ kiện thì ông luật sư này ông đi tới thành phố, xong lại trở lại đi tới thành phố, đi nhiều lần như vậy, mỗi một lần ông đi ông tính tiền, mà trong khi đó là chít rất là đơn giản, chỉ mang tới để đóng một con dấu, thí dụ như vậy. Đó. Luật sư được giao phụ trách các trường hợp liên quan đến luật thành phố, hoàn toàn kiểm soát trường hợp này và biết khối lượng công việc như thế nào, khi nào bắt đầu kiện và khi nào bị bác đơn. Kết quả là các giờ làm việc để tính tiền và khối lượng công việc ra sao. Không ai lên tiếng tốn bao nhiêu thời gian, không ai quản lý các vụ kiện và truy tố tại sở cảnh sát. Và tất cả đều để cho công ty John and Mayer lo việc. Chuyện này đã được báo cáo cho Tổng Quản trị của thành phố, nhưng không bao giờ có bất cứ sự thay đổi nào. Nhiều khiếu nại được gửi tới quản lý hóa đơn liên quan đến việc tính tiền của công ty John
and Mayer, tức là công ty của ông Dick John, ông là luật sư của thành phố. Nhưng các hóa đơn này không bao giờ thay đổi được. Ông John được coi như là một nghị viên thứ sáu. Ngân sách của sở cảnh sát và cơ quan thi hành luật luôn bị xem xét kỹ lưỡng, nhưng chưa bao giờ có ai xem xét các hóa đơn của các luật sư trong thành phố với sự chăm chú như vậy. Thời điểm duy nhất mà tôi thấy ông John có mặt là ngày thứ ba tại buổi họp những người đứng đầu các sở phòng ban và các buổi họp của hội đồng thành phố. Ông không bao giờ có mặt đủ để gọi là một người làm việc toàn thời gian. Chuyện ông Cobo và bà Maggiore. Lịch sử Cobo Rice. Ông Frank Cobo là một nhân viên vệ sinh cho thành phố trên 18 năm. Tôi bắt đầu biết Frank khi tôi là một trung sĩ cảnh sát. Thường thấy ông đi bộ xung quanh sở cảnh sát, đổ các thùng rác, sửa chữa một chút xíu. Ông chăm sóc vệ sinh toàn bộ tòa nhà. Năm 2000, tôi là người phụ tá cho cảnh sát trưởng. Tôi được cho biết không được quăng bất cứ email, tài liệu hoặc bất cứ giấy tờ gì liên quan đến sở cảnh sát và thùng rác, bởi vì ông Frank Cobo sẽ lục lọi và đọc tất cả. Điều này được chứng minh qua nhiều lần nói chuyện với Frank trong nhiều năm, vì ông biết một số điều rất bí mật. Qua nhiều năm, Frank bắt đầu để tâm đến chính trị tại chỗ làm, nói về các cuộc bầu cử. Tôi được một số người cho biết Frank kể lại cho bà Maggiore nghe những gì xảy ra tại sở cảnh sát, bởi vì bà Maggiore nhắc lại nhiều lần rằng Frank nói với tôi một điều gì đó. Bà Rai biết gần như rất chi tiết mọi chuyện của sở cảnh sát, các vấn đề nhân sự và đặc biệt những nhân viên nào ủng hộ hoặc không ủng hộ bà. Bà Maggiore có thể đưa ra một lời tuyên bố về một nhân sự nào đó là họ có làm việc tốt hay là không tốt, mặc dù họ chưa bao giờ gặp bà. Đây là vấn đề kiểm soát và quyền lực đối với bà Maggiore. Khi quan hệ cá nhân và chính trị với bà Rai càng ngày càng gần gũi hơn qua nhiều năm, thì tôi bắt đầu thấy Frank tại một số sự kiện chính trị của bà Rai treo các bảng hiệu chính trị, gây quỹ và công khai ủng hộ bà trong giờ cũng như ngoài giờ làm việc. Trong một cuộc bầu cử trước, bảng hiệu chính trị của bà Rai được lấy xuống từ một khu vực và mang về để ở sân của thành phố. Tôi được biết chính ông Cobo là người thu hồi các bảng hiệu này cho bà Rai. Frank làm chủ một doanh nghiệp giặt thảm tư nhân tên là Cobo Care. Ông là thành viên phòng thương mại và làm công việc giặt thảm cho nhân viên trong thành phố nếu họ cần. Trong quá khứ, ông từng dùng máy móc của công ty của ông để giặt thảm của thành phố. Qua nhiều năm, Frank tham dự vào các cuộc họp của phòng thương mại, các buổi họp chính trị và các buổi gây quỹ cho bà Rai trong khi làm việc cho thành phố, và có khi mặc trang phục của thành phố nữa. Bà Maggiore giúp Frank đắc cử vào đặc khu vệ sinh Midway City, và trong khi làm việc, ông biến hóa giữa hai vai trò dân cử và nhân viên tùy theo môi trường. Frank được bà Rai sử dụng với mục đích thu thập tin tức và kiểm soát. Tại sự kiện Test of Westminster năm 2013, ông Frank Cobo hăm dọa tôi rằng tôi nên dàn xếp vụ kiện liên bang với bên nguyên đơn, hoặc đây là việc làm cuối cùng của tôi. Frank từng nói là không ai dám đụng đến ông và thường khoe rằng không ai có thể lộn xộn với ông. Ông khoe nhiều lần với tôi khi tổng quản trị thành phố định đụng tới ông trong đợt sa thải năm 2015, xin lỗi, năm 2012. Và các vấn đề hành chính như thế nào, ông nói. Ông thấy chuyện gì xảy ra, ông Baker? Tôi làm cho ông ấy bị đuổi ấy. Đừng có lộn xộn với nhân viên vệ sinh này, nghe chưa? Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh tầm thường. Tôi nói với ông rằng, ông là nhân viên vệ sinh quyền lực nhất mà tôi biết. Trong lúc còn thân thiện với Frank, ông thường xuyên cho tôi biết chi tiết về các buổi họp kín liên quan đến các vấn đề và các đề tài. Có vài lần ông nói, bà Rai nói chuyện này chuyện kia và bà la luôn mấy người nghị viên Việt Nam. Bà Rai nói chuyện. Rõ ràng bà Rai
là người liên tục kể lại cho ông nội dung các cuộc họp kín, một điều vi phạm luật. Tôi thường thấy bà Rice một mình với ông Cobo trong phòng họp, trong xe của bà hoặc gặp riêng trong bãi đậu xe sau gần như mỗi buổi họp hội đồng thành phố. Frank biết những hành động liên quan đến nhân sự và các vấn đề bí mật khác. Khi những chuyện này được đề cập trong hồ sơ họp của hội đồng thành viên và hội đồng thành phố, bà Rice nói rằng bà để Frank đọc những thông tin này trong ít nhất 2 lần họp chuẩn bị ngân sách. Frank ngồi kể bà Rice để cố vấn cho bà. Vào tháng 10 năm 2012, tôi mới chỉ làm cảnh sát trưởng chưa tới 2 tháng. 3 cảnh sát viên gốc Hispanic nêu tên tôi trong hồ sơ kiện, mặc dù tôi chưa có hành động nào đụng tới họ trong vai trò cảnh sát trưởng. Trong khoảng tháng 11 năm 2012, Frank gặp tôi ở sân thành phố và sau khi nói chuyện một chút, ông bảo tôi đang giúp 3 cảnh sát viên đang đâm kiện. Tôi đứng về phía họ. Tốt hơn là quý vị nên dàn xếp vụ này đi, nếu không sẽ rất tệ. Ông nói như vậy thêm 2 lần nữa, trong đó có một lần ở Test of Westminster năm 2013, nơi tôi tình nguyện tham gia. Tôi tin rằng Frank là người cung cấp thông tin cho các cảnh sát viên nguyên đơn và dùng bà Rice để lấy thông tin bí mật của các buổi họp kín. Tại các buổi họp kín và các buổi gặp gỡ các giới chức thẩm quyền khác, nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận. Sau đó, tôi thường thấy Frank đi gặp bà Rice. Bà Marjorie Rice có một quan điểm chống lại các cảnh sát trưởng và đứng về phía các nguyên đơn trong vụ này. Tôi bị lấy lời khai trong vụ kiện này và bị đặt những câu hỏi đối với những phát biểu của tôi trong cuộc họp kín. Những câu hỏi này chính xác đến từng chữ đối với những gì tôi đã nói với hội đồng thành phố trong cuộc họp kín. Tôi tin rằng bà Rice là nguồn rõ thông tin và âm mưu lừa gạt người dân đóng thuế và chính quyền bằng cách giúp tạo ra cái vụ kiện này. Tôi có cảnh báo vấn đề này với Tổng Quản trị thành phố, luật sư thành phố và tôi có báo cáo cho FBI. Tôi cũng nghi ngờ nhiều vụ dò rỉ thông tin liên quan đến thẩm quyền dàn xếp của chúng tôi được tiết lộ, sau đó như là một chiến thuật. Luật sư của chúng tôi ở công ty Liberg, Cassidy and Whitmore, viết tắt là LC, về Đức, không thể hiểu tại sao các nguyên đơn có vẻ đi một bước trước chúng tôi. Cả hai luật sư Puerto Rico và Stockley đều nghi ngờ có dò dỉ thông tin và tôi chứng kiến họ nêu vấn đề này với Tổng Quản trị thành phố và ông John, người phụ trách vụ kiện thành phố, thật là đáng thương trong vai trò luật sư thành phố. LCW cố vấn cho Sở Cảnh sát qua các vấn đề lao động với 3 nguyên đơn và sau đó bào chữa cho chúng tôi tại phiên xử. Chúng tôi được bảo ký một giấy miễn áp dụng mâu thuẫn quyền lợi để LCW có thể đại diện cho chúng tôi. Tôi cũng được bảo rằng đây là mâu thuẫn không thể miễn áp dụng bởi vì LCW là một thành phần trong trường hợp của chúng tôi và là phía bào chữa cho chúng tôi. Tôi tin rằng ông John chính là nhân tố làm cho trường hợp này thất bại và chúng tôi bị buộc phải sử dụng LCW. Sau đó thành phố để chúng tôi chơ vơ hàng tháng trời đối diện với số tiền bồi thường thiệt hại. Tuyên bố số tiền bồi thường sắp được đưa ra treo lơ lửng trước mặt để nhử chúng tôi phải đồng ý và im lặng trong các vấn đề khác liên quan đến hội đồng thành phố. Và thành phố dùng chiến thuật này để tạo lợi thế đối với cá nhân tôi và cảnh sát trưởng Cookman đã nghỉ hưu để khỏi tạo ra vấn đề cho họ. Không còn cách nào khác. Tôi báo cáo việc này với FBI. Ông Cobo được bà Murray tưởng thưởng bằng cách cho lên lương 2 bậc trong thời gian tiết kiệm ngân sách và thời điểm không nhân viên nào khác được tăng lương. Bà Murray có một nhóm nhân viên chính yếu cũng có những hoạt động như Frank. Gần như mỗi tổng quản trị thành phố làm việc với bà Murray đều coi bà là nhân tố chính trong các vấn đề liên quan cá nhân. Có 10 tổng quản trị thành phố trong 14 năm. Tất cả họ đều biết sự kết thúc của họ bắt đầu bà Maggi. Vì thế,
và Majirai đã được phục vụ và được cung cấp đặc quyền và quyền lực tối đa để bà làm cho bà hài lòng. Và khi bà nổi giận thì mọi người không dám nhìn và tìm cách xoa dịu bà. Nếu nói xấu bà thì hình phạt vô cùng kinh khủng, sẽ bị đàn em bà theo dõi cho tới khi không còn làm việc được nữa. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2012, cái ngày sau khi tôi trở thành cảnh sát trưởng, tôi được mời uống cà phê để gặp nghị viên Andy Quách tại tiệm bánh mì Linda Sandwich. Tại tiệm bánh mì Linda Sandwiches trên đường Beach, chúng tôi uống cà phê và nói chuyện riêng về việc ông cần tin tưởng tôi. Lúc đó tôi mặc sắc phục đầy đủ và sau 30 phút nói chuyện, ông mời tôi đi bộ với ông tới một doanh nghiệp trong cùng khu vực. Chúng tôi bước vào một nhà hàng tên là Moonlight Restaurant và Night Club, nơi có một phụ nữ gốc Á Châu gặp chúng tôi ở trước cửa. Ông Andy Quách nói với cô ta bằng tiếng Việt và ngay lập tức cô trợn mắt nhìn tôi một cách sợ hãi và run rẩy thấy rõ. Tôi hỏi ông nói gì vậy? Ông nói rằng không có gì, đừng có lo. Tôi rất giận vì biết rằng ông dùng tôi để đe dọa cô ấy và tôi bỏ ra về ngay. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2012, tôi nhận một cú điện thoại của một giám sát viên Orange County chúc mừng tôi. Tôi được biết một số người tham nhũng lấy tiền của doanh nghiệp và tôi phải coi chừng chính tôi. Tôi được cho biết là nếu tôi cần lời cố vấn để giải quyết vấn đề, tôi có thể gọi. Sau buổi họp kín sau này trong năm, tôi nghe bà Majerai nói nghị viên Andy Quách lấy tiền của doanh nghiệp trong một vụ lại quả. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2012, nghị viên Andy Quách yêu cầu tôi gặp tôi để uống cà phê tại quán Starbucks góc đường Edinger và đường Brookhurst ở Fountain Valley. Tôi gặp ông và ông muốn biết là tôi có thể dựa vào tôi được không. Tôi nói với ông là tôi không thích cái vụ nhà hàng Moonlight vài tuần trước đó. Tôi nói với Andy là tôi sẽ báo cáo tất cả những gì bất hợp pháp, phi luân và phi đạo đức và đừng để tôi vào cái tình huống mà tôi phải hành động. Tôi kể cho ông nghe những gì tôi nghe và ông bác bỏ tất cả, nói rằng đó là tấn công chính trị. Sau đó ông hỏi có cơ quan nào đang điều tra ông không. Ông cũng yêu cầu tôi cho biết nếu tôi nghe bất cứ chuyện gì. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2012, không lâu sau đó, tôi trở thành cảnh sát trưởng. Ngày càng có nhiều yêu cầu đặc biệt, thị trưởng Ray muốn mục sư của bà được bổ nhiệm làm chuyên úy cảnh sát ngay lập tức. Việc này được thực hiện qua bà Diana Dobber, xem email ngày 10 tháng 9 năm 2012. Tôi biết bà làm việc này để cài thêm một người vào trong sở cảnh sát. Chúng tôi đã có rất nhiều chuyên úy vào thời điểm đó và mới hoàn tất đợt sa thải, thành ra chúng tôi cố gắng câu giờ với hy vọng sự việc đi vào quên lãng. Vị mục sư phàn nàn với bà Majerai và bà gặp tôi trong một tháng sau đó và nói: tôi làm việc quá tệ vì ngay cả vị mục sư mà cũng không mướn nổi à. Tôi nói tôi phải bị nghe chuyện này tại một cuộc họp của Kinwani. Vì thế sau khi thấy bà Majerai quá giận dữ vì tôi không làm theo, tôi không muốn bị trả thù nữa, thế là tôi phải mướn ông luật mục sư của bà Majerai. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2012, thư ký thành phố báo cáo một ứng cử viên hội đồng thành phố sử dụng thư ủng hộ của thị trưởng Ray gửi thư cho cử tri mà bà không biết. Vụ này đã được báo cáo cho FPPC, văn phòng biện lý quận Cam, xem email ngày 1 tháng 10 năm 2012. Vào ngày 3 tháng 10 năm 2012, thị trưởng Ray yêu cầu đội danh dự của sở cảnh sát tham dự buổi gây quỹ tổ chức phi lợi nhuận Rose Center Theater Foundation theo quy chế 501C3. Bà là chủ tịch. 5 cảnh sát viên được trả lương làm thêm giờ vào lúc ngân sách của chúng tôi eo hẹp và chúng tôi phải sa thải bớt người. Quỹ The Rose Center Foundation là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận quản trị nhà hát Rose Center Theater, đứa con của bà Rice. Nhà hát này được xây bằng tiền
từ quỹ tái phát triển và cho đến năm 2012 chưa trả khoản tiền này lại cho người dân đóng thuế. Thời gian thành phố quản trị nhà hát này đã quá hạn đã lâu và đáng lẽ nó phải được bán theo sự tan rã của quỹ tái phát triển. Điều này chưa được thực hiện và để làm vừa lòng bà Roy, cho dù nhà hát vẫn lỗ và nhà hát này vừa đổi tên thành tên bà Roy. Và bây giờ 2016, bà muốn toàn bộ khu này thành tên của bà. Thành phố cũng sử dụng tiền của người dân đóng thuế để tài trợ nhà hát riêng tư, bao gồm duy trì lương bổng và hệ thống thông tin. Đây là món quà của người dân đóng thuế. Tất cả đã được làm theo mệnh lệnh của bà Rice, bỏ phiếu trong vai trò nghị viên và thị trưởng cung cấp tiền cho nhà hát, trong lúc bà là thành viên của hội đồng quản trị nhà hát này. Đương nhiên, không ai dám nói một lời. Bà Rice cũng là một người ủng hộ cho Crystal Rose Catering, là cung cấp thực phẩm tại Rose Center, và được tái gia hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ vào năm 2013 mà không qua một cuộc đấu thầu, theo email ngày 26 tháng 4 năm 2013. Việc này được làm qua yêu cầu của bà Roy, vì bà ga lăng cung cấp tiệc và sự kiện cá nhân cho bà Roy và các sự kiện có ăn uống cho bà và bạn bè của bà với giá rẻ. Việc này được làm một cách bí mật và được hội đồng thành phố chấp thuận, trong đó họ trao đổi phiếu như là cái tiền tệ. Vào ngày 24 tháng Giêng năm 2014, báo cáo của nhân viên IT tại thành phố cho biết, nghị viên Rice yêu cầu một người không phải là nhân viên thành phố, tên là Barbara Ernst, thuộc công ty VPN, tức là Virtual Private Network, để tiếp cận vào hệ thống điện toán và điện thư của thành phố để kiểm tra và giúp bà Rice để sử dụng email. Bà Rice cho phép bà này làm chuyện đó. Nhân viên IT phản ứng và biết rằng điều này không được phép và nó làm cho máy chủ, mật khẩu và thông tin của thành phố không được an toàn. Ngoài ra, người này sẽ đọc được tất cả các email nhạy cảm và bí mật được gửi tới cho bà Rice. Tôi được cho biết bà Margie Rice đã từng nhờ bạn bè, tức là Frank Cobo và Ken Robin và gia đình giúp đọc email của bà, thông tin của hội đồng thành phố và giải thích các vấn đề cho bà. Tôi không cho phép làm chuyện này, cũng như giám đốc IT của tôi. Tuy nhiên, nó đã được chẩn thuận theo email ngày 24 tháng Giêng năm 2013. Ngày 14 tháng 2 năm 2013, hội đồng thành phố làm huy hiệu thành phố để bỏ vào ví cho các thành viên. Việc này được bắt đầu từ năm 2005, sau khi tôi làm cảnh sát trưởng. Và sau cuộc bầu cử, Tổng Quản trị thành phố yêu cầu tôi cấp huy hiệu mới cho các thành viên mới của hội đồng thành phố. Tôi bắt đầu thắc mắc là tại sao các thành viên hội đồng thành phố lại có huy hiệu. Và sau khi xem, tôi thấy nó giống với cái huy hiệu cảnh sát. Ngoài ra, họ cũng được cấp cái căn cước làm bằng giấy căn cước của cảnh sát. Tổng Quản trị thành phố bị hội đồng thành phố ép phải làm huy hiệu cho xong. Mở ngoặc đơn ra có cái email về cái vụ này. Tôi nghiên cứu vấn đề và thấy rằng năm 2007, Bộ Tư pháp tuyên bố cảnh sát trưởng không được cấp huy hiệu hoặc phù hiệu giống hoặc nhìn có vẻ giống với cảnh sát đang làm việc. Ông Marty Mayer, cộng sự của ông John, luật sư thành phố, cũng đưa ra hai báo động pháp lý về vấn đề này. Những báo động này nói rằng hội đồng thành phố không thể sở hữu hoặc sử dụng những huy hiệu giống kiểu mà cảnh sát đang dùng. Luật sư John cho biết phần đây là hành động bất hợp pháp nhưng không làm gì cả, cho thấy ông ta không muốn đụng vào bà Rice. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2013, tôi gửi một email. Email ngày 20 tháng 3 năm 2013 tới một tổng quản trị của thành phố, nói cho ông biết luật lệ về huy hiệu và đề nghị vẽ lại huy hiệu khác để không có giống với của cảnh sát. Tôi nói cho hội đồng thành phố biết về luật lệ và rằng họ phải trả lại các huy hiệu này cho tổng quản trị thành phố. Và ông Dick John có mặt ở đó nhưng lại im lặng. Sau đó huy hiệu được làm lại và được phát ra. Tuy nhiên, cho tới nay, tôi không biết chắc là ai thật sự đã trả lại huy hiệu cũ. Người ta rất giận tôi vì không cho dùng cái huy hiệu giống như của cảnh sát.
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, chúng tôi nhận một yêu cầu từ ông Chet Simon, phụ tá tổng quản trị thành phố, nói rằng nghị viên Annie Quách nhận được phàn nàn và rất bực mình về chuyện kiểm tra thi hành luật tại tiệm 99 Superstore trên đường Beach. Email để ngày 28 tháng 2 năm 2013. Và nghe đồn là nghị viên Annie Quách có nhận tiền góp tranh cử của chủ tiệm để được bảo kê cho tiệm kể từ khi tiệm mở cửa. Ông nghị viên Annie Quách liên lạc tôi để nói tôi nên dễ dãi cho tiệm. Ông ấy là người tốt, tôi không chịu. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, xe của nghị viên Rice bị đụng trong lúc đậu ở trong trung tâm hành chính. Vì sa thải người và giảm nhân viên, không có cảnh sát viên nào được phái tới để làm biên bản. Một điều làm bà nổi giận, tôi nhận email của bà Diana Dober ngày 23 tháng 4 năm 2013 nói cho tôi biết vụ này. Tôi đến hiện trường gặp bà Wright đang nổi giận. Khi tôi gặp bà muốn biết tại sao không có cảnh sát viên nào đến lập biên bản. Tôi cho bà biết vì sa thải và giảm người và vì tai nạn không có ai thương tích nên không có ai đến. Trong khi công việc khác bề bộn, bà nói với tôi rằng bà và con trai bà đã trao đổi thông tin với người lái xe kia, nhưng nói với tôi rằng lần tới tốt hơn là chúng tôi phải có mặt hoặc là sẽ có vấn đề. Ngày 12 tháng 6 năm 2013 có email cho biết bà Rice muốn cảnh sát viên chở bà đến tham dự một sự kiện. Đây là một điều thường xảy ra khi có yêu cầu chở đến sự kiện công cộng hoặc cá nhân. Tổng quản trị thành phố bảo tôi đừng tạo ra mâu thuẫn. Đây là cái hành động sử dụng phương tiện và tiền bạc của công chúng một cách sai trái của bà Rice. Tôi tin rằng những thứ mà ông John và văn phòng của ông cung cấp miễn phí cho các trưởng phòng và các dân cử không được báo cáo cho FPPC hoặc điền vào bất cứ một cái mẫu đơn 700 nào. Khi trả thù tôi vì tôi dám nói lên các vi phạm, thành phố vi phạm FEHA 1102.5 của luật lao động và chính sách công cộng. Những ai phàn nàn tình trạng tham nhũng của thành phố để trở thành mục tiêu, và có nhiều người đã bị như vậy. Bảng liệt kê này chưa phải là tất cả, nhưng công dân thành phố Westminster cần được biết những gì đang xảy ra trong thành phố của họ. Tôi chắc chắn sẽ bị những người mà tôi đề cập ở trên tấn công liên tục. Nhưng sự thật nằm trong các sự kiện này, và các sự kiện này cho thấy những việc đã có xảy ra. Đó là sự thiên vị đặc biệt năm 2013 và 2014. Có một chuyện thường xảy ra ở Westminster, trong đó thành viên hội đồng thành phố có những người đóng góp tài chính cho chính trị và hoặc là bạn bè, và họ dùng vị trí của mình là thành viên hội đồng thành phố để gây ảnh hưởng và đôi khi đòi hỏi cảnh sát áp dụng luật đối với những doanh nghiệp đối thủ bị nghi ngờ hoặc những người không ủng hộ mặt về chính trị. Sau đây là một số ví dụ. Ông thị trưởng Chí Tạ gọi sở cảnh sát và nói rằng một hộp đêm Q Launching vi phạm luật sử dụng giấy phép và luật bán rượu bia. Ông nói rằng có nhiều vấn đề tại chỗ này và chúng tôi cần phải áp dụng luật đối với họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi nhận được điện thoại của ông nghị viên Andy Quách nói rằng một hộp đêm, Club Blue vi phạm luật sử dụng giấy phép và luật bán rượu bia. Ông nói rằng có nhiều vấn đề tại chỗ này và chúng tôi cần phải áp dụng luật đối với họ. Cả hai nói rằng mỗi doanh nghiệp này đều ăn cắp hoặc làm hại doanh nghiệp kia. Hai hộp đêm này là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau nằm trên đường Beach. Được biết, Club Blue ủng hộ thị trưởng Chí Tạ và Q Launching ủng hộ nghị viên Andy Quách. Sở cảnh sát và cá nhân tôi thường xuyên bị đặt ở giữa trong cái tình trạng này và thường bị ép phải hành động đối với doanh nghiệp kia theo lời yêu cầu của các vị dân cử. Khi chúng tôi đưa ra hành động cho cả hai nơi, thì vị dân cử có quen doanh nghiệp bị áp dụng lại phàn nàn là tại sao chúng tôi lại làm khó bạn của họ. Chúng tôi nói rằng chúng tôi làm vậy vì có dân cử báo cáo. Họ lại càng khó chịu hơn là chúng tôi dám làm như vậy đối với doanh nghiệp cử tri của họ.
quan điểm của chúng tôi là chúng tôi điều tra tất cả các khiếu nại và nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ thi hành luật trong khả năng cho phép. Nhân viên cảnh sát thường phàn nàn là có sự can thiệp áp lực hiển nhiên và không đúng của hội đồng thành phố. Trong một số trường hợp, nếu can thiệp chính trị trở nên tệ hại hơn, chúng tôi thường kéo thêm cơ quan đồng minh vào để thi hành. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm cách báo cho tổng quản trị thành phố biết các việc này. Nghị viên Rice có một người bạn mà cũng là người ủng hộ bà, làm chủ cái Sensation Dance Studio. Bà Rice trước đây thường đến nơi này chơi. Bà gọi sở cảnh sát và tôi nói rằng có vi phạm tại các phòng nhảy khác trong thành phố và yêu cầu đến kiểm tra ngay. Bà cũng phàn nàn là cảnh sát không năng động đủ để đáp ứng phàn nàn của bà Rice. Mà mới đây chuyện này đã xảy ra với nhân viên của tôi. Động đổi giấy phép cho doanh nghiệp bán rượu bia. Ngay cả bà Rice biết doanh nghiệp này có bia rượu, mặc dù không có giấy phép ABC. Khi được cho biết chuyện này, bà Rice đã tố cáo tôi và nhân viên tôi là nói xạo. Xe buýt của sòng bài đến đón người ở Westminster, đặc biệt là khu Little Sài Gòn, để chở họ đến các sòng bài bên ngoài Orange County, làm cho cư dân phàn nàn rất nhiều. Cư dân nói rằng chuyện này gây ồn ào, kẹt xe và vấn đề an toàn liên quan đến việc xe buýt đón người tại khu vực gần nơi dân cư sinh sống. Cũng có những vụ cướp súng liên quan đến xe buýt của sòng bài. Nghị viên Dina Carey ủng hộ sự phàn nàn của dân cư và đòi giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống an toàn nơi này. Nghị viên Carey yêu cầu sở cảnh sát giúp và giải quyết vô số khiếu nại mà chúng tôi thi hành. Mặt khác, nghị viên Tyler Diệp, người ủng hộ cho sòng bài Fantasy Spring, v.v. liên lạc với cảnh sát và kêu gọi ủng hộ các xe buýt sòng bài và yêu cầu chúng tôi nhẹ tay với họ và làm việc với ông. Ông có nhắc đến một thỏa thuận cho phép họ được đậu xe trong các bãi đậu xe của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những xe buýt này lấn chiếm chỗ đậu xe của các doanh nghiệp khác, tạo ra vấn đề mà nghị viên Carey đòi giải quyết. Thành ra, một lần nữa chúng tôi có các thành viên hội đồng thành phố đụng nhau trong cùng một vấn đề, sử dụng sở cảnh sát để có được một kết quả ngược lại. Tất nhiên, khi một vấn đề không hài lòng, nó được phản ảnh với cảnh sát và sở cảnh sát, và là một vấn đề thì căn bản là trả đũa lẫn nhau. Chuyện các thành viên hội đồng thành phố có quyền lợi cạnh tranh lẫn nhau là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, chuyện hiển nhiên là có vẻ hầu hết liên quan đến người ủng hộ tài chính và hoặc là người ủng hộ các cuộc vận động chính trị cá nhân của các dân cử. Tổng quản trị thành phố và luật sư thành phố biết chuyện này và tránh không dính vào, làm cho thành viên hội đồng thành phố bực mình. Từ ngày 20 tháng 10, xin lỗi trên ngày, từ ngày năm 2010 cho tới nay, căn bản vẫn là tiếp tục xảy ra như thế này. Những người biết chuyện là ông Dick Jones, các thành viên công ty luật của ông, tất cả các thành viên hội đồng thành phố, ông Eddie Manfro, tức là ông quản trị viên thành phố, và Robin Roberts làm việc cho thành phố. Cơ quan mà những người chịu trách nhiệm cho việc sách nhiễu có hành động bị coi là hợp pháp là bà Marjorie Rice, ông Dick Jones, Tyler Diệp, Sergio Contreras, ông Eddie Manfron và thành phố Westminster. Về thiệt hại, số tiền giới hạn quyền hành của thành phố của tòa thượng thẩm vào khoảng không dưới 10 triệu. Cả hai nơi thì vị dân cử có quen doanh nghiệp bị áp dụng luật lại phàn nàn là tại sao chúng tôi làm khó bạn của họ. Chúng tôi nói rằng chúng tôi làm vậy là vì có dân cử báo cáo. Họ lại càng khó chịu hơn. Chúng tôi dám làm việc như vậy đối với doanh nghiệp cử tri của họ. Đó là toàn bộ cái lá thư. Và thưa quý khán giả, cũng khoảng chừng một tiếng rưỡi. Tố cáo một sự lũng đoạn quyền lực
và tham nhũng tại thành phố Westminster, trong đó có hai nghị viên Việt Nam là ông thị trưởng Chí Tạng và ông phó thị trưởng Diệp Minh Trường và bà Margaret. Và những cái sự kiện này chúng tôi cũng đã nghĩ tới rất lâu, nhiều rồi. Chúng tôi đã biết là có một cái ngày nào nó cũng sẽ đổ bể. Và bây giờ thì cái sự thật, lý do chúng tôi không có nói được là tại vì chúng tôi không có bằng chứng. Còn bây giờ ông cảnh sát Kevin Baker, ông đưa cái vụ này ra. Và ông Diệp Minh Trường nói rằng đây là một vụ tống tiền của ông Kevin Baker. Tôi nghĩ rằng giờ này ông Kevin Baker, ông đã nghe được cái video đó rồi. Và cái sự tống tiền này đó cũng sẽ là một cái điều chắc chắn đó. Cái vụ này không phải là 500 ngàn như là thành phố đã thương lượng để trả cho ông. Bởi vì khi nó đã lên trên báo Mỹ và lên các đài truyền hình và các báo Việt Nam là bắt buộc nó phải đi ra ngoài tòa. Và khi ra ngoài tòa thì ông Diệp Minh Trường đã nói rằng nếu mà chúng tôi biết có cái chuyện xảy ra như thế này ngày hôm nay thì lúc đó chúng tôi đưa ra tòa cho rồi. À thế tại sao hồi đó không đưa ra tòa? Tại sao? Ông bảo rằng ông muốn tiết kiệm tiền thuế của dân chúng. Nhưng mà trong cái thư này đấy, rõ ràng tiền thuế dân chúng đang được sử dụng. Bây giờ tại sao mới biết thành phố Westminster đang bị khủng hoảng tài chính? Số tiền lên đến 30 triệu Mỹ Kim, thành phố Westminster đang bị thiếu hụt. Vâng, xin tất cả chào quý khán giả.